Quốc lộ 53 đoạn đi qua thị trấn Long Hồ có nhiều đoạn ngập nặng do ảnh hưởng con nước đầu tháng 9 âm lịch, khiến triều cường dâng cao, việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn. Đây không phải là lần đầu tiên người dân phải trải qua những vất vả để tìm đường về nhà như thế này. Từ chiều tối ngày 18 tháng 10, trên quốc lộ 53, đoạn đi qua địa bàn ấp Long Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ, bị ngập nặng, có nơi ngập sâu gần 1 mét. Đường lại hẹp, cộng với trời mưa, khiến giao thông qua đoạn ngập tê liệt cục bộ. Nhiều xe chết máy, người dân phải dẫn bộ giữa dòng nước chen chúc với các ô tô tải, khiến nhiều người đi đường không khỏi cảm thấy bất an. Nay năm nào cũng ngập hết trơn á, mà nước thấy người ta đồ đi qua lại chết máy đồ, thấy cũng tội người ta quá. Rồi ta buôn bán rồi không được á, rồi mong sao cho chính quyền địa phương ở đây mọi mà làm đường đồ cho người ta đi đồ dễ dàng, đồ cho người ta đừng có để chết máy dọc đường đồ vậy đó. Nhằm giúp người dân đi qua đoạn ngập nước an toàn thông suốt, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ đã điều xe chuyên dụng để đưa người dân cùng phương tiện đi qua những đoạn ngập sâu. Ngoài ra, công ty Tân Thành còn đem nhiều dụng cụ đến sửa miễn phí giúp những người có bị xe chết máy. Thấy việc làm hữu ích trên, các tiệm sửa xe quanh khu vực này cũng thực hiện sửa xe miễn phí cho người dân có xe bị chết máy. Chiều nào nước ngập em cũng ra đây để xe phụ các chú, mong muốn đừng nước ngập nữa để ta dễ qua lại. Nhờ giao thông với chúng tôi là dẫn bộ chết luôn á, nên nước ngập chạy không được anh ơi, quá trời nước rồi. Giữa hai cái đoạn đường quốc lộ 53 thì ngay cái đoạn này nè, cầu Long Hiệp á, còn quốc lộ 1 thì ngay đoạn cầu Rạch Múc nước dâng rất là cao, thì bà con người ta di chuyển qua không có được, nên thường là bên đây có phối hợp cùng với các anh bên phòng cảnh sát giao thông á, thì hỗ trợ đưa bà con qua dùng ngập như thế này. Bên em thì có mấy cái xe chuyên dụng á, dùng để chở xe máy qua, xe bán tải thì chở người đi qua đoạn ngập, xong rồi trả xe thôi. Mưa ngập thì như thế này, nhưng đến khi nắng lên, đoạn đường này lại trở thành ổ bụi đá mù mịt suốt ngày do lượng phương tiện dày đặc đi qua. Người dân sống quanh khu vực vô cùng khổ sở và lo lắng khói bụi ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình. Đoạn đường này, người dân bức xúc đã lâu, địa phương cũng nhiều lần kiến nghị sửa chữa. Thế nhưng đã nhiều năm qua, vẫn cứ đến hẹn tháng 9 âm lịch là nước lại dâng cao. Người dân vẫn luôn đau đáu khi nào tuyến đường mới được sửa chữa, nâng cấp để khắc phục dứt điểm tình trạng cứ mưa là ngập, nắng là bụi, để quốc lộ 53 không còn là nỗi ám ảnh mỗi khi đi qua đây.